Tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, trách nhiệm là khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu. Khẩu hiệu hành động này cùng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất đưa vào quyết nghị Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra sáng nay. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu hiện có hơn 9.700 hội viên là đoàn viên thanh niên. Từ năm 2019 đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu đã trao tặng hơn 7.000 suất quà cho hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi nghèo, gia đình chính sách, với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Tổ chức hơn 100 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng mới hơn 6.000 cây xanh. Thanh niên thành phố đã đóng góp 2.000 ý tưởng cho Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo và hiện thực hóa hơn 50 ý tưởng khởi nghiệp. Tổ chức hội đã giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 thanh niên. Đại hội đã hiệp thương bầu 31 ủy viên tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu tập trung xây dựng khối đoàn kết trong tổ chức hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hội và hội viên, huy động thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động tình nguyện và đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã khen thưởng cho 22 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên.